Để tháo và thay lõi của cái vòi này thì chúng ta cần chuẩn bị hai món đồ cơ bản. Thứ nhất là cái lục giác nhỏ này, vớ 6. Thứ hai là cái kim hai chân. Đó, đầu tiên chúng ta dùng cái vật thể nhọn, nó móng tay cũng được, cậy cái phần chia nó mạnh này ra, chúng ta quan sát. Đó, trong đây là cái lục giác đó. Lúc lục giác ta cắm vào, ta tháo cái tay ra. Đó, cắm vào đấy. Đó, xoay ngược từ kia đồng hồ. Đó, ta nhấc cái tay này ra. Đó, sau khi nhấc tay ra là ta dùng cái tay nhá. Đó, ta vặn ra. Đó, vặn cái lẫy này ra. Sau đó dùng cái cây kìm hai chân đưa vào cái lẫy này và xoay. Đó, chúng ta đã tháo được cái óc cũ ra rồi. Đó, cái lõi này bị hỏng hay là bị tắc hay như nào chúng ta bỏ đi, chúng ta thay lõi mới. Đó, chúng ta quan sát đây có hai cái chân của hai lõi này thì ta cho đúng vào hai cái lỗ đây. Hai cái lỗ là cái lỗ được bịt nhá, hai cái chân này vào hai cái lỗ bịt đi rồi, còn hai cái đây là hai cái lỗ nước cấp vào, ta ấn vào. Đó, ta xoay. Đó, khi nào không và nó xuống lúc chìm hết cỡ thì ta bắt đầu ta vặn lại bình thường. Đây, dùng tay vặn thôi. Bạn này ta dùng tay xong ta dùng kìm nó cố định chặt lại, vặn xuôi được chơi như là một. Đó, sau đó tiếp tục đến đai và cuối cùng là phần tay. Đó, điều chỉnh này lên xuống, ok rồi. Đó, thì ta bắt đầu ta cố định lại cái lục giác nãy ta vừa tháo ra. Chúng ta vặn căng tay một chút thôi, không vặn chặt quá nó bị cháy rèn. Đó, lắp đầu bịt lại. Ok.